Hôm vừa rồi anh có qua bên em là dán đổi màu và em cũng đã sử dụng một số dịch vụ khác để nâng tầm cái chiếc xe của anh lên. Thì qua cái trải nghiệm về những cái dịch vụ bên em thì em xin phép là anh cho em xin feedback hay là một số các cái cảm nhận của anh về cái dịch vụ bên em. Hôm trước ấy thì mình qua chỗ Hiếu thì để nhờ anh em thì thay đổi cái màu xe cho mình. Hôm nay đến là nhận xe thì rất là bất ngờ. Thứ nhất là từ trong ra ngoài được màu sắc hoàn toàn. Thứ nhất là nội thất thì anh em đã rửa xe cũng như là dọn nó rất khá là thơm tho sạch sẽ. Thì mới rất là hài lòng về điều đấy. Và sắp tới thì mình sẽ chắc chắn sẽ giới thiệu một số vài anh em bạn bè đến để trải nghiệm cái dịch vụ của bên mình. Cảm ơn anh. Thật ra là đúng như em cũng đã chia sẻ với anh ngay từ ban đầu đấy, là em thì đúng là anh chỉ làm mỗi cái dịch vụ dán đổi màu không thôi, nhưng mà em bảo rồi là em sẽ tặng kèm anh một số dịch vụ đi kèm, ví dụ như là dọn nội thất này, hay là khử mùi này, vệ sinh xe này, để một chiếc xe của anh lột xác cả trong lẫn ngoài đấy. Thì rất là cảm ơn anh. Được. Đấy, được. Thì có gì anh em giới thiệu với em. Chúc cho quán cũng là anh em là lâu khách và gặp thành công. Vâng, cảm ơn anh. Xin chào các bạn. Đấy, thế nhưng mình vừa chia sẻ với cả tất cả các bạn thì anh khách hàng là đã sử dụng cái dịch vụ dán đổi màu, thì mình cũng đã tặng kèm và chăm sóc cho chiếc xe của anh cũng khá là nhiều những cái gói dịch vụ đi kèm, ví dụ như là chúng ta có thể tham quan về cái nội thất, thì mình đã dọn nội thất chi tiết và rửa xe chi tiết để nhằm mục đích làm sạch từ trong ra ngoài, làm sạch, làm đẹp, khử mùi, đấy, làm mới từ trong ra ngoài. Nhằm mục đích là chăm sóc xe và làm đẹp xe thì bên mình cũng đã dùng rất là nhiều gói dịch vụ cho anh khách. Đấy, từ nội thất đến ngoại thất. Thì đợt tới đây thì cái cơ sở là Đông Đô Car Spa, địa chỉ là 107 Võ Chí Công. Sẽ có rất là nhiều ưu đãi mừng cái đợt khai trương. Rất mong quý khách hàng và anh em bạn bè tới ủng hộ. Xin cảm ơn.